Pepsi không calo, sảng khoái tô đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới, giòn ngon. Phiếu cùng rap Việt. Có một sự cấu kết khủng khiếp trong cái mùa này, em có thấy cái điều đó không? Em thì nghĩ vậy. Em biết anh đang nói chất sơ ti với lại thiệt. Sao có chất sơ ti ở đây? Hai vị giám khảo đẹp trai và sáng suốt trên kia hãy dẫn lối trở về với đúng nơi mà em ấy thuộc về. Chắc chắn anh không đồng tình rồi, đúng không? Em được có bài hát với thiệt ai cũng biết rồi vậy. Sao lý do gì để em làm lại nó một lần nữa? Anh không thấy có lý do gì. Bài khác nội dung khác. Em sợ là sợ romantic thôi, chứ em không sợ beat. Nó có những cái cảm xúc mờ ám riêng. Giờ như vậy nha, mình liên minh ha, mình hạ cái bên này ha. Ok. Nón vàng là một cái công cụ rất là quyền lực, nhưng mà đối với em chỉ một hành động nhỏ thôi. Nón vàng của romantic sẽ trở thành vô dụng. Em đang âm thầm là hiện nay đúng nghĩa cái tên là đang âm thầm luôn, rất là âm thầm luôn. Cái mùa trước là Bizzy rất là ồ ạt, sao Bizzy mùa này âm thầm thế? Em cũng cố lắm. Nhưng mà quan trọng là thế này nè, có bao giờ Bizzy cảm thấy có một cái sự cấu kết khủng khiếp trong cái mùa này, em có thấy cái điều đó không? Em cũng nghĩ vậy. Em biết anh đang nói chất sơ ti với lại thiệt. Sao có chất sơ ti ở đây? Kiểu Bizzy ví dụ bị hà hiếp thì lại sẵn sàng gọi là tận hưởng ấy. Thích cảm giác đó. Nghĩa là hư em sẽ bị phạt đó, đúng không? Đôi khi là phải tìm được một thí sinh nào đấy mà lôi được cái con người gì đấy của Bizzy bên trong ra. Em nghĩ người có khả năng làm điều đó là thường các bạn nữ. À đúng. Chắc chắn em là viên ngọc sáng của miền Nam, không ai có thể cãi lại được. Để nó hài hước mà vô duyên nó rất là dễ, nhưng mà để duyên dáng nó cực kỳ khó. Nên thật sự là anh thấy một ngôi sao. Anh biết cái gì phù hợp nhất với em ngay tại thời điểm hiện tại. Anh chỉ nói thế thôi, nói nhiều mất hay. Trong tất cả vị huấn luyện viên đây, người làm nhiều màu nhạc nhất là producer Ramastic. Hai vị giám khảo đẹp trai và sáng suốt trên kia hãy dẫn lối trở về với đúng nơi mà em ấy thuộc về. Chắc chắn là anh không đồng tình rồi, đúng không? Em được có bài hát với thiện ai cũng biết rồi vậy. Sao lý do gì để em làm lại nó một lần nữa? Anh không thấy có lý do. Bài khác nội dung khác. Huấn luyện viên mà vẫn có thể giữ được những cái màu cũ của em, cho em được nhiều tư duy chiều sâu hơn, anh quyết định. Cho em đi à? Với những cái con người dưới này chúng ta phải tranh giành. Cho em một tí xíu năng lượng đi nào. Cho em được không ạ? Thêm một tí xíu năng lượng được không ạ? Dành để người khác đi ạ. Em sợ là sợ romantic thôi, chứ em không sợ pin. Nó có những cái cảm xúc mờ ám riêng. Giờ như vậy nha, mình liên minh ha, mình hạ cái bên này ha. Ok. Em có một cái flow mới cả một cái daily khá là tương đồng với cả anh Karik. Mà anh chỉ đang lăn tăn là không biết bây giờ anh Karik còn giữ những cái màu cũ của anh Karik không. Nếu mà anh Karik mà giữ được những màu cũ của anh Karik thì thực sự là 100% em về được anh Karik là hợp lý. Về với anh Karik thì sẽ hơi khó. Wowie, nói một câu thật trung lập và tỉnh táo đi nào. Anh muốn em nói từ khúc nào anh Thành? Cảm ơn em không cần nói nữa. Ok, mời hai vị giám khảo tiếp tục. Yeah, Ramastic là một người cũng rap rất là rõ ràng. Rõ quá. Từ nãy giờ tôi để ý là Justati có một tình cảm đặc biệt dành cho người cũ của mình. Không bù đắp. Từ nãy giờ tôi để ý là trên 4 lần bạn bảo vệ cho Ramastic. Tôi không hiểu là những vị còn lại vướng phải cái lý do gì để bạn từ chối họ. Anh ơi, cái tình yêu thương nó chẳng có tội gì. Từ nãy giờ em có thấy đây là một sự thiên vị rất rõ ràng là cái gì cũng đẩy về cho cái anh thiện âm thanh này. Em thì cảm thấy là vẫn còn rất là yếu thế. Yếu thế hả? Như thế mà yếu thế á? Rất là cần sự yêu ái từ giám khảo. Yêu ái gì nữa? Anh Thành, em nghĩ là mình có nên đổi thành thiện âm mưu thay vì thiện âm thanh. Tới cái giờ phút này là không còn âm thanh gì nữa, chỉ có âm mưu thôi. Nón vàng là một cái công cụ rất là quyền lực, nhưng mà đối với em chỉ một hành động nhỏ thôi. Nón vàng của Ramastic sẽ trở thành vô dụng. Nói thẳng thừng ra là về với đội Ramastic thì có phải là ê mặt không? Em rất là happy anh Thành. Yes. Anh Thành, em không có quan tâm. Okay. Em không có quan tâm. Okay. Cảm xúc của em hoàn toàn hợp lý. Okay. Okay. Bye. Bye. Bye.